Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Để cảm ơn sự quan tâm nhiệt tình của các bạn, hôm nay tôi sẽ tiếp tục review tập 2 của series phim khoa học viễn tưởng ảo Ma Canada Halo. Ở tập này chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi cuộc chạy trốn của hai con người từng coi nhau là kẻ thù, đó là cô bé Quan và chiến binh Sparta Master Chief aka Captain aka John. Nếu ai chưa hiểu câu chuyện thì có thể vào kênh Đại Vương review phim của tôi để xem video review tập 1. Nào, không dài dòng nữa, bắt đầu thôi! Intro của tập phim là đoạn hồi tưởng về 22 năm trước của John, khi anh còn ở trung tâm huấn luyện Sparta của UNSC. Anh khi đó như mấy thanh niên đi nghĩa vụ vậy, mặt non choẹt, tóc 3 phân, body 6 múi. Trong lúc đồng đội đang say giấc thì anh lại cầm súng lẻn ra ngoài. Anh lợi dụng góc khuất của tòa nhà để qua mắt flycam an ninh, sau đó nhảy qua rào và thành công ra được bên ngoài. Thật bất ngờ, không chỉ có anh mà còn một người nữa cũng đang ở đây. Đó là Soren, cũng là một chiến binh Sparta giống anh. Thì ra hai người đã có kế hoạch bỏ trốn cùng nhau từ trước, nhưng thế éo nào John lại quay xe. Soren khuyên nhủ bạn đảo ngũ cùng mình nhưng không thành. Cuối cùng John để mặc cho bạn mình ra đi, còn mình thì quyết định ở lại doanh trại. Trở lại với hiện tại, con tàu của hai người đang lướt đi trong không gian với tốc độ bàn thờ. Nó để lại một lớp ánh sáng mờ ảo bao quanh tàu. Quan hỏi anh về miếng kim loại và chuyện gì đã xảy ra khi anh chạm vào nó thì chỉ nhận lại câu trả lời tôi không biết của anh. Hỏi lắm vật lý, đang trong cơn lú thì biết cái mẹ gì nữa đâu mà hỏi. Thế rồi hai người họ bỗng trở lên im lặng, con tàu cứ thế tiếp tục lao vút đi trong không gian. Lúc này, tại trụ sở, Hansei đang trao đổi với một viên sĩ quan về cách mà Captain trốn thoát được. Cô cho rằng xung năng lượng to lớn tối hôm qua chắc hẳn là do khối kim loại gây ra. Nhưng nó là thì cô chịu, vì chưa được chơi bao giờ nên không biết nó là ke hay đá nữa. Chỉ chắc chắn rằng bè lũ Covenant huy động lực lượng tinh nhuệ để cố gắng lấy được nó thì chứng tỏ nó rất có giá trị. Và UNSC cũng muốn có nó. Vậy nên đô đốc cùng cô đã chuẩn bị một kế hoạch để đối phó với Captain và viên nớ. Sau khi bay một thời gian trong khoảng không vô định, con tàu đã bị lực hấp dẫn của một hành tinh nào đó hút vào vành đai thiên thạch của nó. Những khối thiên thạch bự trà bá lửa bay lơ lửng xung quanh con tàu. Một viên va vào nó khiến hệ thống báo động kêu lên. Quan hốt hoảng hỏi công an phường nhưng lại bị anh dọa sắp niệm đến nơi rồi khiến cô không dám nhìn về phía trước. Sau khi đã dọa trẻ con thành công, anh bắt đầu trổ tài tổ lái của mình. Con tàu nhào lộn lách qua những tảng đá lớn. Sau khi đã ổn định đường bay, trước mắt họ là một tảng thiên thạch khổng lồ với những chiếc dây tỏa ra xung quanh như mạng nhện. Trên nó dường như có một nền văn minh đang phát triển. Con tàu dần dần bay về chỗ đáp, hai người xuống tàu và không quên mang viên đớ đi theo. Vào trong được một đoạn, công an phường nhập mật khẩu trên tường và cánh cửa từ từ mở ra. Đám người bên trong ngay khi thấy bóng dáng công an phường liền báo động và chĩa súng vào anh. Nhưng mà thật kỳ lạ, thế kỷ 26 rồi, làm mẹ chạm vũ trụ ngoài không gian rồi mà thế éo nào mấy khứa này vẫn cứ dùng AK mặc định với M4A1 thường là thế nào nhỉ? Vì có bộ giáp xịn nên hai người tiếp tục hiên ngang tiến bước, cho đến khi một tên lái xe hàng tới chặn đường bọn họ. Anh không nói gì mà đưa đớ cho Quan cầm rồi tiến đến bếch cả xe lẫn hàng cút sang một bên. Cả bọn thấy thế rén ngay lập tức, bỗng một giọng nói vang lên kêu cả bọn hạ vũ khí. Một anh chọc từ từ bước ra, người này cũng mang số hiệu trên ngực giống công an phường. Thì ra anh ta chính là Soren, người bạn đảo ngũ lúc trước của công an phường. Soren nói nơi đây được gọi giúp bồ và thông báo chuyện đã xảy ra khi hai người đang bận chạy trốn. Đó là Quan đã bị truy nã, không chỉ bởi UNSC mà còn của Vincer, thủ lĩnh phiến quân mới tại Madrigal do UNSC dựng lên. Vừa nói anh vừa dẫn hai người tham quan khu tự trị giúp bồ nơi không luật lệ, không chính phủ, không cảnh sát, không có cái mẹ gì cả. Sau đó ba người bước vào một toa tàu và bắt đầu di chuyển xuống phía dưới. Toa tàu lao vun vút trên đường ray xuống dưới hầm như phi long thần tốc ở SUN World hạ LONG khiến Quan trông có vẻ sắp nôn đến nơi rồi. May thay, cuối đường hầm phi long bay con mẹ nó ra khỏi đường ray theo đúng nghĩa đen làm Quan chuyển từ buồn nôn sang buồn đái. Nhưng nó không rơi xuống mà lại mọc hai cái tay đu lên dây cáp rồi phi tiếp. Bây giờ mới thấy có tí công nghệ của tương lai này. Chiếc hộp nhỏ bay qua khu dân cư rồi xuyên qua cánh cổng và ra ngoài. Thì ra những sợi dây chằng chịt chính là những sợi cáp để nối cái tảng thiên thạch thành một khu tự trị. Soren quay lại nhìn công an phường và chiếc vali chứa đớ. Anh đang đoán xem thằng bạn lâu ngày không gặp sẽ mang gì đến cho mình hôm nay đây. Cuối cùng con tàu cũng dừng lại tại một thiên thạch nhỏ. Một đứa bé chạy ra và gọi Soren là cha. Thì ra đây chính là nhà riêng của Soren. Trước khi vào nhà anh bảo bạn bỏ bớt bộ giáp ra vì nhà anh mới hỏng điều hòa chưa kịp sửa. Vào bên trong anh giới thiệu vợ mình với công an phường và quan. Sau đó anh ra vườn bắt gà để tiếp đãi bạn mình. Tại bộ chỉ huy của binh đoàn Covenant, tên này đang cố mô tả cơn lú của công an phường mà hắn đã trông thấy cho các vị lãnh đạo. Hắn chạm vào rồi hiện ra một hình tròn trông như chiếc nhẫn. Thì ra miếng kim loại đó được gọi là Keystone. Nó là thứ cần có để tìm ra chiếc nhẫn thiêng liêng thần bí mà bọn người Covenant đang khao khát có được. Sau khi biết được thông tin công an phường đang giữ nó, người phụ nữ này được Covenant gọi là Blessed One đã nói rằng cô sẽ tự mình đi tìm Keystone chứ đéo thèm tin tưởng bọn ăn hại kia nữa.
Các nhà lãnh đạo lập tức can ngăn vì cô rất quan trọng với bọn chúng, nhưng cô vẫn quyết tâm ra đi. Cô nói rằng mình đi sẽ dễ trà trộn vào đám người bình thường hơn nên sẽ dễ lấy lại được đồ hơn. Nghe có vẻ cũng có lý nên cô đã được chấp thuận đi nằm vùng. Phía bên này, các lãnh đạo cấp cao của tổ chức UNSC cũng đang tổ chức một cuộc họp. Thuyền trưởng Keys báo cáo rằng thống đốc Vincer của hành tinh Madrigal đang làm rất tốt vai trò lãnh đạo mà UNSC giao cho hắn. Như vậy thì nhiên liệu cung cấp cho trụ sở sẽ được đảm bảo và các thuộc địa khác cũng e sợ tổ chức hơn. Nói về Master Chief, thuyền trưởng nói rằng khi tìm được anh ta thì sẽ xử lý anh ta theo quân luật. Nhưng các lãnh đạo cho rằng thế là quá nặng tay với công an phường và họ sẽ mất đi một chiến binh Sparta thiện chiến. Quan trọng là phải kiểm soát được anh ta. Halsey liền tiếp lời lãnh đạo. Cô giới thiệu một dự án có tên là Cortana. Nó sẽ giúp kiểm soát chặt chẽ hơn và làm tăng mạnh các chỉ số của chiến binh Sparta. Cụ thể, Halsey giải thích rằng người Sparta hiện tại là bản nâng cấp về thể lực thì Cortana sẽ giúp họ nâng cấp cả về trí lực. Họ sẽ được ghi đè vào tiềm thức bằng trí tuệ nhân tạo, khiến họ bị kiểm soát hoàn toàn bằng mệnh lệnh. Từ đó sẽ nâng cao hiệu suất chiến đấu. Hành động này chẳng khác nào biến một con người thành một cỗ máy chiến đấu chỉ biết phục tùng mệnh lệnh cả. Mặc dù không mấy ai tán thành dự án này vì độ vô nhân tính của nó, nhưng vì mục đích chiến thắng binh đoàn, Convenon mà lãnh đạo cấp cao đã chấp thuận dự án và giao cho đô đốc Parangoski cùng thực hiện với Halsey. Chiến binh đầu tiên của dự án chính là Master Chief ngay khi tổ chức bắt được anh. Ở Madrigal lúc này, Vincer đang thanh trừng tàn dư dưới trướng của Jin Ha nhằm bành trướng thế lực. Quan quan sát qua máy bay thám thính cũng lực bất tòng tâm khóc thương cho đồng bào. Vợ Soren tới an ủi và đồng cảm với cô vì hành tinh của bà cũng bị đàn áp bởi đám Convenon. Bên cạnh đó, công an phường đang nói chuyện với Soren tại phòng khách. Hai người hàn huyên về công việc của nhau. Soren hoài nghi về việc làm hiện tại của công an phường, chạy trốn tới đây cùng một kẻ bị tổ chức truy nã. Nhưng công an phường đáp lại rằng anh chỉ muốn tìm hiểu thêm một số thứ nên mới phải vậy. Vừa dứt câu thì vợ Soren dẫn con trai và quan đến ngồi cùng. Cô rít một hơi vapor thật sâu rồi đến lượt chồng mình. Sau đó không quên dụ quan làm một hơi cho tỉnh táo. Ở thế kỷ 26, vapor đã được tích hợp cùng mặt nạ để bạn có thể rít 12 lượng thuốc, thỏa mãn cơn phê. Vợ Soren nói rằng nó giúp con người ta minh mẫn và nó cũng tên là minh mẫn. Nhưng quan bảo cô quen với thuốc lào rồi nên từ chối hút thuốc lá điện tử. Sau đó Soren đề cập tới tình trạng của bạn mình. Anh khuyên bạn mình vứt bỏ viên nội tiết tố mà tổ chức cài trong cơ thể anh từ thời còn là tân binh. Nó giúp anh không bị phân tâm khi làm nhiệm vụ nhưng cũng khiến anh trở nên vô cảm với mọi thứ xung quanh. Nhưng cô vợ Soren khuyên anh đừng cố ép bạn mình và cuộc trò chuyện kết thúc. Tất cả phòng ai nấy về để chuẩn bị một giấc ngủ thật sâu mà không hề hay biết ở ngoài vũ trụ ba thành viên còn lại của đội bạc đang bám theo cảm biến của con tàu mà công an phường dùng để chạy trốn. Sau khi đã ru vợ con ngủ, Soren quay trở lại chỗ của công an phường và được anh cho xem Keystone. Quan kể lại chuyện nó có thể khởi động lại con tàu đã bị ngỏm nhưng cả ba vẫn éo hiểu nguyên lý của nó là gì. Khi được biết nó có liên quan đến Convenon, Soren gợi ý mang nó đến cho một người xem xét. Đó là Red, người từng lên tàu của Convenon và sống sót trở về. Công an phường đã đồng ý và thế là Soren đã dẫn bọn họ tới một nơi trông như nhà tù. Đám tù binh trở nên phấn khích khi gặp người lạ khiến quan tỏ ra hơi lo lắng một chút. Cuối cùng họ cũng tới buồng của Red. Anh chàng tóc xù Red sau khi nhìn thấy Keystone thì bắt đầu giải thích rằng nó là mảnh ghép một di tích của thời đại trước và giờ Convenon đang lang thang khắp thiên hà để tìm ra những mảnh ghép như thế. Anh còn nói, khi ở trên tàu của Convenon, bọn chúng đã ép anh khởi động mảnh ghép, nhưng anh đã không thể làm vậy vì chỉ có những Blessed One mới có thể làm chúng hoạt động. Khi công an phường hỏi anh Blessed One là gì thì Red bắt đầu sàm lờ chúng là cái mẹ gì đó ghê gớm hơn người bình thường mà tôi cũng éo biết chúng là cái giống gì. Nhân lúc công an phường đang bị rối não vì lời giải thích như đấm vào tai của mình, Red tóm lấy mảnh ghép và dí vào tay công an phường. Một lần nữa vòng tròn cổ ngữ xuất hiện, luồng năng lượng xanh lại tỏa ra khiến đám tù nhân trở lên điên loạn. Và công an phường lại tiếp tục bơi trong cơn lú khi mà những mảnh ký ức rời rạc về gia đình và con chó trắng lại hiện hữu trong đầu anh. Nhưng vì có kinh nghiệm chơi đồ hai lần rồi nên lần này anh tự mình thoát ra được. Sau đó anh tức tối nhấc Red lên và tra hỏi rõ ràng. Red cười như một thằng tâm thần và nói rằng mảnh ghép là cánh cửa còn công an phường chính là chìa khóa của cánh cửa đó. Nó sẽ mở ra cái chết của cả thiên hà khi rơi vào tay của binh đoàn Convenon. Cách duy nhất để ngăn chặn việc đó chính là tiêu hủy cả cửa lẫn chìa khóa. Không một chút do dự, anh cầm Keystone quay lưng rời đi. Soren và Quan đuổi theo hỏi thì anh nói rằng sẽ quay trở lại UNSC nhờ tiến sĩ Halsey nghĩ cách giải quyết. Dù Soren đã khuyên bảo anh rằng UNSC chẳng tốt đẹp gì nhưng vì công an phường đã bị bọn họ tẩy não từ lâu nên một mực rời đi. Trước khi đi anh nhờ Soren chăm sóc Quan để anh đi một mình cho đỡ vướng chân vướng tay. Master Chief đội lại mũ và kiên định bước lên phi thuyền cùng với Keystone. Anh khởi động phi thuyền và dần bay xa khỏi tầm mắt của Quan và Soren. Sau khi ra khỏi vành đai thiên thạch, anh đã quyết định bật định vị của con tàu lên. Ngay lập tức trụ sở bắt được tín hiệu về vị trí của anh. Và thế là đội bạc được lệnh tới đó và mang Master Chief về trụ sở. Con tàu hạ cánh an toàn trên bãi đáp.
Công an phường bước xuống với chiếc còng số 8 xiết tay anh và theo sau anh là ba thành viên của đội bạc. Hasei cũng phi xe tới ngay lúc đó và cho người lấy đi Keystone đem về viện nghiên cứu của mình. Sau khi được chiêm ngưỡng nó, cô đã tới tìm công an phường. Cô nói với anh rằng không hiểu nổi sao anh lại làm những chuyện vừa rồi. Gia đình tin anh, bạn bè tin anh, tổ chức tin anh, cả cô cũng tin anh, nhưng thế éo nào anh lại làm trái lệnh khiến cô không thể bào chữa cho anh trước tòa. Anh cố giải thích dường như anh có liên quan đến mảnh ghép kia và đang cố tìm hiểu thêm về chuyện này. Nhưng trong Hasei có vẻ nghĩ anh như một thằng nghiện đang cố biện minh về việc chơi đồ. Cô hỏi anh tại sao lại dẫn xác về thì anh đáp hiện tại cô là người mà anh tin tưởng nhất. Nghe thấy thế Hasei rất vui và sẽ mang đến cho anh một thứ hoàn toàn mới, đó chính là dự án Cortana. Ngay sau đó cô đã quay trở về viện nghiên cứu, mở khóa lồng kính và kích hoạt vật mẫu Cortana. Phía bên này, Blessed One đang lột lớp vỏ của mình để chuẩn bị tái hòa nhập với cộng đồng. Liệu rằng cô gái này sẽ có những hành động gì tiếp theo để trà trộn vào UNSC? Và với dự án cải tiến mới, các chiến binh Sparta sẽ trở nên thế nào? Captain Master Chief rồi sẽ ra sao? Mời các bạn đón chờ tập tiếp theo. Đừng quên like và subscribe để không bỏ lỡ video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!